Rồi, hiếu chào anh em nha. Thì hôm nay có em Công, em mang con Winner X đến móc bô. Thì đây là cái bô zin của em đó. Thì nói thật với anh em thì cái đây là cái bô zin của con xe Winner. Thì Hiếu cũng, khi em đến với Hiếu thì Hiếu cũng khuyên em nó là mình chơi những cái bô độ bô ấy thôi. Thì bô zin này mình cất đi để mình làm kỷ niệm, hoặc là sau này mình có dùng về zin thì nó còn có. Nhưng mà em đây thì lại muốn móc trực tiếp bô zin của em luôn. Rồi, đây này. Đấy, bô zin nó vẫn có chữ Honda anh em nhìn này. Đấy. Thì đây là anh bên kỹ thuật, bên Hiếu đang trổ tài móc quả bô này đây. Đấy. Con này, con Winner này là móc nhẹ anh em nha. Đấy, móc nhẹ. Ở đây nó có cái tổ ong thì Hiếu đã phá cái tổ ong này rồi. Đấy. Hiếu phá tổ ong này ra để mình móc nhẹ. Còn nếu như anh em chúng ta mà muốn móc căng đét thì chúng ta phải phá tiếp cái vách ở đằng này nữa. Vách đằng hông này, đít này. Thì nó mới lổ, nó mới đanh thép, mới dã man. Nhưng mà em Công thì em muốn móc nhẹ thôi. Anh cho em mượn cái cục đấy tí. Đây chào anh em nha. Thì đây là cái tổ ong thì nó nằm ở trong đây. Thì cái anh kỹ thuật bên Hiếu thì anh đã móc thông tuông như này rồi anh em này. Đấy. Thì để cho cái nguồn hơi của nó ra, nó đẩy khỏe hơn và giòn hơn. Đây anh làm đi. Rồi. Thì sau khi xong xuôi đâu đấy thì mình sẽ lắp cái con bô này lên con xe Winner này. Thì Hiếu sẽ test cho anh em chúng ta cùng xem và tham khảo nhá. Đây, đây là con xe. Em Công độ cái tem này vào nhìn đẹp phết nhỉ. À không, tem này là tem này em tự dán. À đây này đúng không? Tem này tem chủ người xong lại tem rời đó. À, đây là con xe của em. Em Công em làm công việc của nhà nước cho nên là Hiếu không tiện quay mặt của em lên đây. Thì chỉ quay, dám quay xe thôi, biển số cũng không quay. Không lại các sếp các lại nhìn thấy cái biển số lại bảo à thằng này lại đi móc bô à đấy. Cho nên là Hiếu sẽ không quay mặt mũi em và không quay biển số nha. Thì sau khi anh bên kỹ thuật bên Hiếu móc cái bô này xong xuôi thì Hiếu sẽ quay lại và Hiếu sẽ test cho anh em chúng ta cùng nghe và tham khảo. Sắp hoàn thành cây bô Winner X rồi anh em nha. Bây giờ đang hàn công đoạn hàn cuối nữa là ok. Kéo lại lóng. Cái bô dòng Winner X này thì anh em chúng ta mà có điều kiện chúng ta nhồi bông vào đây này. Đấy, chúng ta nhồi bông vào đây thì khi chúng ta lắp cái bô này lên xe thì tiếng nó cực ấm luôn. Nó giống như cái trầm ấy. Không, người nghe nó không khó chịu. Đúng rồi. Rồi được rồi. Anh đưa bô lên xe. Lắp luôn này. Lắp luôn. Lắp thời gian. Không phải đợi sơn khô thì nó mệt. Đợi sơn khô thì lâu. Cái thế em không bảo anh sơn mà. Đây. Đây anh cứ dựng cái đầu đấy lên cao lên. Dựng cao này. Dựng đầu đấy cao này. Đấy. Tiếp dựng cao lên nữa đi. Nhiên nhiên rồi. Cháu thấy con này nó có bô quả bô quả hầm hố không? Bô chất này các bạn. Ngoan anh cầm đấy cho chú. Rồi ok, giới thiệu anh em đây là con xe Winner X mà bên Hiếu đã móc nhẹ cho em. Em gì nhỉ? Em Công đúng không?
Rồi bây giờ Hiếu sẽ lổ máy test thử anh em cùng nghe nhá. Ngó anh ra từ lẹt đây nào. Kiểu dáng con này thì đẹp. Đen trắng. Đây. Anh ngó anh dựng cái con này lên thử lổ thử xem là cái tiếng sao nó. Cắm từ khóa vào đây ra là để mai còn móc tiếp cái con wheeler này luôn. Nó bẩn à? Con này thì ấy quá, con này chưa móc. Rom tràn quá. Rồi. Mạnh nhầm. Thì như anh em thấy đấy thì Hiếu vừa mới test thử cái bô móc ở trên con Winner X thì bô này là Hiếu móc nhẹ nhưng mà nó rất là căng luôn anh em ạ. Ngó anh đứng đây xem mà cháu thấy quả bô móc là như nào cháu? Có thấy ok không? Quả bô này thì móc xong thì thấy lực. Vòng tua rồi lên nhanh mà. Rồi. Anh mở tua rồi à? Như vậy là video của Hiếu đến đây kết thúc nha. Thì anh em thấy đấy thì quả bô Hiếu vừa móc đấy rất là ok nha anh em nha. Anh em nào mà có nhu cầu mà muốn móc bô thì cứ đến quán của Hiếu. Địa chỉ quốc lộ 38, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Thì Hiếu sẽ móc bô theo nhu cầu cho anh em. Rồi, Hiếu chào anh em.